Chào anh em. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến anh em tiếp tục là một chiếc bàn ủi thời xưa. Cái này là của châu Âu nhưng mà không biết là của cái hãng nào hay là của cái nước nào cả. Nhưng mà cái này, cái bàn ủi này thì được lấy cũng từ bên Đức về luôn. Thì như anh em có thể thấy thì cái bàn ủi này thì chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ đẩy nó lên đó. Thì ở phía bên trong này thì là nó sẽ có cái bộ phận để chúng ta để than. Chắc ngày xưa thì anh em biết nhiều rồi. Thì cái này nó sẽ là cái kiềng để lên để chúng ta bỏ than và nó rớt xuống để nó nóng. Ở đây nó có cái logo hay là hoa văn gì, nếu mà anh em nào biết thì là chỉ cho em nhé. Đấy. Rồi, cái này được làm bằng đồng luôn này anh em. Chứ nó không phải là bằng sắt hay gang gì đâu nha. Cái này là bằng đồng nguyên khối luôn. Sau khi chúng ta để vào thì chúng ta sẽ lắp nó lại, đóng nó lại và chúng ta đặt lên cái trên cái bàn này. Đó, rất là đẹp. Cái này rất là hiếm chứ không phải lúc nào cũng có. Cái này nó mang cái giá trị sưu tầm rất là cao. Và cái mặt dưới này của nó này, anh em thấy là nó rất là đẹp. Đấy. Điều đặc biệt đẹp nhất là cái kiềng này. Đặt lên nhìn rất là sang trọng. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em nhé.